Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại đường La Văn Cầu thuộc phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá. Và tại đây mình sẽ giới thiệu các bạn một nền đất là loại đất chuyên trồng lúa nước. Nền đất này có một diện tích rất là lý tưởng, lên đến 1000,3 m², rất thích hợp cho những bạn nào muốn mua đất để xây dựng nhà vườn. Cụ thể thì nền đất sẽ có chiều ngang là 15,68 m và chiều dài lớn nhất là 64,93 m. Hiện trạng đất thì đã được cắm cọc, tuy nhiên do họ lên một cái lớp bùn nó đã che mất cái phần cọc rồi. Các bạn có thể dời cái lớp bùn này ra một tí thì mình sẽ thấy cọc thôi. Và hiện trạng thì đất đang trồng lúa và mình thấy họ đã thu hoạch rồi nè, còn những cái gốc rạ thôi. Đó, một nền đất rất là lý tưởng cho những bạn nào có nhu cầu mua đất để làm nhà vườn. Nền đất có hướng chính là hướng đông bắc. Về vị trí xung quanh thì nền đất tọa lạc trên mặt tiền đường La Văn Cầu, một con đường có độ rộng 5,5 m và là đường lộ đan, xe ô tô ra vào rất là thoải mái. Và nằm ở phía trước nền đất chúng ta cũng sẽ có một con kênh có tên là kênh Tư Cầu. Các bạn, con kênh có độ rộng cũng khá là lý tưởng luôn nè, tức là chúng ta sẽ có hai mặt thuận lợi về đường thủy lẫn đường bộ. Về phương hướng thì con đường La Văn Cầu nằm ở phía bên trái nền đất sẽ dẫn các bạn đến được một số nơi, và một cái nơi mà mình vừa đến đó chính là ở khu vực Tịnh Xá Ngọc Sơn 2. Từ Tịnh Xá Ngọc Sơn các bạn có thể đi ngược về phía quốc lộ 80 để mình đi vào trung tâm thành phố Rạch Giá, hoặc là các bạn có thể đi đến khu vực Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất. Và ở phía bên phải nền đất thì chúng ta sẽ có hai đường. Một đường sẽ đưa các bạn đến xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, và một con đường còn lại sẽ đưa các bạn đi đến vị trí của quốc lộ 80 để mình có thể quay về trung tâm thành phố Rạch Giá, hoặc tiếp tục đi đến Kiên Lương, Hòn Đất, Hà Tiên, vân vân. Và cũng theo thông tin quy hoạch mà mình được biết thì sắp tới cũng sẽ có một cây cầu được bắc ngang ở vị trí ngang nền đất các bạn. Do đó sẽ tăng cái giá trị của nền đất lên, đặc biệt là giá trị về mặt giao thông. Cái cầu sẽ nằm ở bên hông nền đất và nằm ở bên cạnh trường Ngô Sĩ Liên. Và hiện tại nền đất đang được chủ đất chào bán với mức giá chỉ 1,150 tỷ đồng, có thương lượng, và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip. Các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.